Thưa quý vị, giữa tháng 12 là thời điểm sinh trưởng chính của rất nhiều loại rau màu vụ đông xuân. Đây cũng là thời điểm mà không khí lạnh ảnh hưởng diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do đó, để đảm bảo kế hoạch thời vụ, người dân đã chủ động các phương án chống lạnh, giảm bớt ảnh hưởng của thời tiết lên cây trồng. Đối với các vùng rau chuyên canh ngoài trời lớn như vùng rau La Hường, quận Cẩm Lệ hay Phú Sơn Nam, Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang, thì bảo vệ bộ rễ là phương án phù hợp nhất trong những đợt mưa dầm thời gian qua. Bằng cách đổ luống cao và nâng nền đất thì có thể đảm bảo cho cây trồng thuận lợi sinh trưởng trong mùa này. Ngoài ra thì một số hộ dân còn chủ động phủ bạt hoặc giăng màng phía trên cây trồng để chống sương lạnh. Ở bên trong mình thì lạnh không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng mà ảnh hưởng nhất là mưa dầm. Vì khi không lạnh về thì nó kéo theo những cơn mưa dầm. Nó mưa không lớn mà nó cả ngày cả đêm. Những hộ mà rau mà đã đến mới bắt đầu còn cây con chưa để bán thì bà con dùng lưới trắng để phủ trên, để sau này nó mưa thì nó giẫm được cái tầng mưa xuống ra cái cải. Tuy không bị ảnh hưởng nhiều như các vùng rau ngoài trời, nhưng các hộ trồng rau trong nhà màng cũng chủ động thay đổi một số cây trồng để ứng phó với độ ẩm của thời tiết. Một số hộ đầu tư thêm các thiết bị tự động để điều hòa không khí, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Bây giờ là thời kỳ này là sương nhiều. Nói chung là mình làm cái gì mình phải để ý hết á, mình phải xem thời tiết với thêm mình để ý có cái thời tiết nhiệt độ ẩm của mình xong rồi mình tính toán mình làm. Theo lịch thời vụ thì từ nay đến cuối năm sẽ còn 2 đến 3 đợt xuống giống nữa. Ngành nông nghiệp khuyến khích bà con nên chuyển đổi một số giống cây trồng không hiệu quả để có thể tăng năng suất cho các đợt sau, đồng thời lưu ý cải tạo đất thường xuyên hơn trước kỳ luân phiên giữa các vụ. Đến cuối năm thì bà con lồng khoảng 2 đến 3 đợt cải mồng tầng ngô cũng như sình lách. Vì cái giống này thì bà con cái từ khoảng 25 ngày sau và không thu hoạch. Thì đến Tết thì người ta thường cũng như lồng lầu cũng là thu hoạch khoảng 2-3 lần cải. Còn cái súp lơ và cái xanh thì bây giờ người ta xuống giống. Vì những cây này nó kéo vào phải là 60 ngày mới có được cái búp. Cho nên là diện tích nào mà thì cô thì người ta trồng những cây súp lơ và trồng đặt ớt. Và khi đặt xuống thì đất xung quanh thì người ta trồng cải. Để sau này người ta thu hoạch cải xong thì người ta bón dung vào cái luống của cái cây đó. Chứ không có phải là để đất trống. Hiện nay giá vật tư nông nghiệp đang tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này gây nhiều khó khăn cho nông dân trong quá trình chăm sóc rau màu. Để vụ đông xuân bảo đảm năng suất, cần thêm sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp và địa phương, nhất là trong vấn đề giống và phân bón. Có như vậy mới giúp bà con yên tâm sản xuất trong thời gian tới.